Mến chào các bạn, hôm nay mình làm món tôm nướng ăn với bún. Món ăn đơn giản thôi nha các bạn. Mình sẽ hái rau trên sân thượng nhà mình nha. Rau thơm tốt vô cùng. Mình cắm cái gốc nó lại bên chậu đây để tớp có ăn luôn các bạn ơi. Con vịt nhỏ chạy theo ạ. Cắp 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 cắp. Con vịt nhỏ ơi, con vịt chứ. Cắp vô chậu đây lại. Mà hái thêm mớ hẹ nữa. Hái nha. Trời ơi, chạy theo hoài vậy ông. Nhiêu đầy đủ rồi. Qua đi qua hái như rau răm. Rau răm. Đông không? Đây, cái hoa rau răm nè, đẹp không? Xác lên hoa rau răm. Nở đẹp lắm nha các bạn. Rồi đi xuống đi con ơi. Được rồi, như đây được rồi. Rồi đi xuống dưới. Đi xuống dưới nhà. Rồi. Rồi mình nhóm lửa nha các bạn. Rồi lửa nó được rồi. Mình sẽ để nó ra. Để cái này vô. Mình nướng tôm. Đây tôm nè các bạn. Một nồi tôm này là 100.000 nha các bạn. 100.000 à. Ở đây mình ở Cao Lãnh nên mua giá tôm nó rất là rẻ nha các bạn. Mình nướng tôm á thì mình phải luộc trước rồi tôm nó mới ngon. Mình luộc trước á, con tôm á, mình lột ra nó ăn nó dễ dai ngon hơn các bạn. Còn các bạn nướng tươi với tôm nó không bằng đâu nha. Các bạn phải luộc sơ nó qua. Cái này mình ở Cao Lãnh nên giá thành nó rất là rẻ. Tôm này có 100.000 ký đó. Sáng mình đi chợ mình mua. Rau thì hái nhà. Bún thì 10.000 ký. Chỉ làm đơn giản thôi. Còn nhiều lắm, bao nhiêu đây thôi, để nướng trước đi. Tôm nướng xong rồi nè các bạn. Mình sẽ gấp ra đĩa nha các bạn. Đó, tôm nướng thơm phức luôn. Rồi mình bằm tỏi, ớt. Mình sẽ làm nước mắm. Nước mắm thì mình pha sẵn rồi đó. Mà mình muốn nước mắm nó ngon á, thì mình bằm tỏi, ớt để sao? Để cho cái chén nước mắm các bạn thấy không? Tỏi, ớt nó nổi lên. Rồi mình lấy cái vỏ hạnh nè các bạn. Mình để vào nó thơm. Vỏ hạnh nhà mình có trồng sẵn nên mình lấy vỏ hạnh mình làm.
vỏ chanh cũng được nữa, nó thơm. Để vô chén nước mắm nó rất là ngon luôn á các bạn. Rồi mình sẽ lấy bún ra dĩa. Rau thì mình rửa sạch rồi đó các bạn. Mình sẽ để bún vô. Món ăn này làm rất là đơn giản luôn, chỉ cần nướng tôm, làm chén nước mắm và rau mình hái rửa sạch, giá mình mua ở chợ nè, rửa sạch luôn. Rồi mình cắt hẹ. Hẹ nhà chồng nó thơm lắm các bạn. Nếu mình cắt hẹ để vô. Rồi mình sắc dưa leo. Dưa leo ở Cao Lãnh nó trái nhỏ xíu, nhìn ngon lắm các bạn, trái non. Mình sắc dưa leo, nhuyễn vô. Rồi mình cắt rau thơm á, rau thơm đủ loại á, mình để vô cho cái đĩa bún mình nó thơm. Mình lấy tôm nướng mình lột nó ra. Mình lột cái đầu tôm nữa, mình cắt xào. Mình lột con tôm nó ra nè. Mình sẽ đà lột vài con tôm mình để lên. Món ăn này nó rất đơn giản nha các bạn. Chỉ cần nướng tôm là thấy là xong rồi. Bún thì coi mua sẵn ở chợ. Mình lột mình bỏ vô trong đĩa. Mình lột 3 con các bạn. Mình lột thêm nữa. Rồi mình chan nước mắm vô. Thế là xong đĩa bún đó các bạn. Mình trộn lên cho nước mắm thấm đều vô bún rau rồi nó rất là ngon luôn các bạn. Đó các bạn, món tôm nướng với bún nó rất là đơn giản luôn. Rau tươi, chỉ cần nướng tôm làm nước mắm và thưởng thức. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem. Và mình chúc các bạn nhiều vui vẻ, hạnh phúc.